Nước dưới này đâu? Hết nước rồi. Bơm lên. Đây, Diệp Sĩ nó đang đắp hết, lúc nãy đang bơm ở đầu này rồi. Chỗ nào? Nó vừa xong người ta thu này đấy. Không, xuống dưới đây không? Ngoài vườn nó hết nước không được vào. Đó. Đắp hết, lúc nãy đang bơm ở đầu này rồi. Chỗ nào?
lừa xong người ta thuê này được. Không, không thuộc dưới đâu. Ngoài vườn có cái thuốc không đi được vào mà cả Thank you.